Good morning các bạn. Hôm nay trời rất là đẹp nhưng mà bị cái gió. Ngồi trong nhà mình đứng không yên, ngồi không yên. Nên đi tính đi ra đi bộ tán dóc với các bạn chút xíu. Mình lớn tuổi cái tuổi này rồi đó, mình hay có cái bị nhiều bệnh lắm. Bệnh cao đường, cao cholesterol, cao máu mỡ. Trời, gió thật dữ vô tao. Không biết có thâu có được không, để mình thâu thử một chút rồi coi, cái nó không được thì chắc mình ngưng. Yeah, đủ thứ bệnh hết rồi, đau lưng, đau cổ. Và cái bệnh mà mình ghét nhất á, là cái bệnh anxiety. Anxiety là giống như là lo lắng á. Mà cái bệnh này mình không biết từ lúc nào mình bị nha. Nhiều khi không có chuyện gì để mà lo lắng cũng lo, nói chuyện nhỏ chút xíu gì xíu mình cũng lo. Mình mà có cái bệnh này hồi thời lúc mà đi làm chắc mình không làm nổi đâu. Dạ, nhiều khi ví dụ như vừa rồi đi khai thuế, thường thường thì mình có một cái accountant họ làm cho mình, phải không? Ngày xưa mình đi làm á, thì mỗi tháng tiền thuế họ lấy ra chút đỉnh chút đỉnh. Mỗi cái paycheck nó họ trừ ra thuế. Bây giờ mình làm gọi là bán stock á, cho nhiều khi lỗi, nhiều khi lời. Lời á, thì mình phải đóng thuế nhưng mà mình đâu có đóng trước. Cho nên nhiều khi đến cuối năm mình không biết đóng nhiều, mà tự nhiên có nhiêu đó thôi mà cũng lo nữa. Mình đã lời rồi mình sợ gì, phải không? Lời thì cứ đóng thuế thôi, có gì đâu mà lo. Vậy mà lo lắng mình biết không lo, nhưng mà vậy sao cái nãy giờ đứng ổng yên ngọn yên, không biết mình sẽ phải đóng lại nhiêu. Rồi thường thường thì khoảng 4-5 ngàn gì đó, thì tùy theo mình lại nhiêu, đóng lại bao nhiêu, phải không, của cái liên bang đó. Còn coi như là hơn cái tiền mà cứu gọi là gì, có cái gói cứu COVID-19 mình được 1.400 vừa rồi, thì giờ mình đã đóng ngược lại hơn nữa. Anyway, ba cái chuyện linh tinh vậy mà mình làm mình bực, khó chịu trong người, lo lắng đủ thứ, không mà thấy có gì đâu mà lo. Mình mà bị cái bệnh này hồi thời đi làm chắc chịu không nổi đâu. Và như mình nói hồi xưa mình có cái job, well, hồi lúc mình mới ra trường thì cũng vào làm thì cũng hơi stress, tại vì không biết gì, như là rookie, là atomer, nên cũng hơi lo lắng, không, nhưng mà lo rồi cũng không có lo nhiều hết. Rồi đến lúc làm quen rồi cái thì đâu có gì đâu mà lo, cứ mỗi ngày vô làm việc mình thôi. Nhưng mà đến sau này đẩy đưa mình không còn làm, mình không được vô làm trong cái research nữa, mà cuối cùng chỉ làm manufacturing engineer, nghĩa là mình coi nguyên một cái dàn assembly, một cái chỗ họ lắp ráp á, mà có nhiều công ty cũng rất là press áp lực, nhưng mà mình không sao hết. Nhất là cái job cuối cùng của mình á, cái công ty nó nhỏ, mà từ thằng sếp cho tới supervisor ai cũng là gọi là thúc thúc á. Mình làm trong công ty nhỏ cho nên không, mình làm manufacturing nhưng mà mình cái vai của mình nó đủ thứ hết à. Testing engineer mình cũng làm rồi, validation engineer mình cũng làm luôn, rồi lo mấy thằng supplier nó mình cũng làm luôn, nhiều khi đó nổi cả packaging mình cũng phải lo. Cho nên từ sáng sớm mà đút cái đầu vô là bận cho tới đến 6 giờ chiều người ta đi về hết rồi, lúc đó cũng còn việc làm nhưng mà nhiều khi mệt quá thôi đi về không làm nữa. Mình làm lương năm mà nhiều khi nên làm xong việc rồi về á. Nhưng mà thấy không có stress hết, cứ cống đầu cống cổ làm thôi. Đâu có gì đâu mà là stress, mà bây giờ thì ba cái chuyện linh tinh vậy mà cũng lo lắng đúng sự kỳ cục. Không biết làm sao cho hết nè. Chắc phải tập yoga. Relax. Butterfly, biển xanh,
gái đẹp. Butterfly thác nước vậy ha, đang suy nghĩ đó, nói cho nó bớt lo lắng, anxiety. Dạ, cái tật khó chịu quá. Vậy mình biết như vậy rồi, nhưng mà cứ không có tránh khỏi, cứ mỗi lần nó nổi lên cái là mình khó chịu. Mà lúc trước thì uống vài lon bia cho nó relax, calm mình lại thôi. Giờ mình không có dám uống bia, cho nên nó càng khó chịu. Có nhiều khi đi bộ vậy nó cũng đi chừng chút cái nó thoải mái lại. Dạ, yeah, cái job cuối cùng của mình nó mệt lắm. Nào là mấy người lắp ráp, mấy người làm assembler đó, họ trục chặt cái gì cái họ kêu mình lên, máy hư cũng mình cũng phải coi. Rồi đồ phụ tùng mà của để lắp ráp mà nó không đúng không gì đó, mình phải coi kích thước, mình lên mình giải quyết với mấy người thiết kế. Nói mà mấy thiết kế thì lại hay nhạy cảm lắm. Mình nói đồ nó làm sai thì nó lại cà chớn. Mình phải ngồi đó mình lấy đồ mình lắp ráp lại, rồi mình phải đo kỹ lưỡng, rồi mình phải đi vẽ ra này nọ rồi cho nó thấy, nó mới biết, nó mới chịu nhận lỗi. Nhưng mà mình nói chuyện không có giống cái kiểu như mày làm sai hay gì. Mình chỉ nói có cái này nó không có đúng nè, có thể mày coi lại giùm không. Vậy đó mà nhiều khi nó cũng cà chớn. Rồi, nào là quality, mình phải làm việc với quality. Ôi, vậy mà không có lo lắng gì hết, cứ tới đâu hay tới đó làm việc gì là việc đó. Bây giờ thì lại kỳ cục, đi bộ một chút cho nó thoải mái. Hít thở, yêu, yêu. Có lúc mình cũng ghen tị với nhiều người mà họ không có biết lo lắng thôi. Vô tư như người vô gia cư vậy đó. Họ chuyện đùng đùng, họ cũng tỉnh bơ. Trong gia đình mà có thằng em Út nó vậy đó. Không biết lo, không biết lắng gì hết. Cứ ai trong nhà ai cũng phải lo lắng cho nó hết. Lớn đầu rồi, 50 tuổi đầu rồi vẫn còn phải lo. Đúng ra thì hồi xưa má nói tụi mày đứa nào cũng được phước hết, ông bà để lại, chỉ có cái thằng Út nó cái gì nó không có, học nó cũng không xong mà việc làm cũng không có. Cho nên ai cũng anh em người lo một chút, cái nó không biết lo cho nó riết, cái nó không biết lo gì hết. Chuyện tới đâu hay tới đó. Bớt gió lại rồi, lúc nãy gió quá chừng luôn. Giờ chắc mình coi thử cái cách yoga. Yoga gọi là gì? Yoga ngồi hít thở. Gió trở lên lại rồi. Đi tới lui cho nó thoải mái rồi chắc đi vô canh stock tiếp. À đúng rồi, chắc cũng tại stock nó xuống nên cũng hơi lo. Stock không biết chuyện gì à. Bữa nay xuống quá trời chưa mình à. Mua hôm qua mấy ngàn xe, bây giờ thì nó lại xuống rồi. Cuối cùng chắc không xong, chắc nhả ra, chịu lỗ chốt đỉnh. Đầu năm giờ kiếm cũng được khá, rồi bây giờ phải trả lại. Bây giờ mình đang lo không biết đóng thuế lại được bao nhiêu đây. Đóng ít thì mình thấy vui rồi đó. Tại vì khi mà họ lấy ra từng ít đó, thì cuối năm đó, mình khai lại, nhiều khi dư đó, mình được trả lại. Thì không thấy vậy chứ mà không đóng đồng nào rồi đến cuối năm đóng tiền thuế lại 5-6 ngàn, 7-8 ngàn, 10 ngàn, thấy nó kiếm cái chất, thấy nó nóng. Nhưng mà trước sau cũng trả ít, hoặc là trả góp, hay là trả lúc sau thì cũng phải trả thôi. Thuế khai thì nó có luật lệ hết rồi, không có làm ăn business thì đâu có gì để mà trừ ra đâu.
Hiện tại gió thổi ù ù à, mình không biết thử cái micro coi nó có tốt không. Chỗ này cái vườn này vài tuần nữa nó mọc bông lên rất là đẹp. Có mấy cái cây bòi cây đó nó nở chỗ bông tím rồi nè. Gió nguội. Ok, để mình nghe thử coi nó có tốt không. Trên cái Apple Watch này nó có cái app để mà mình hít thở đó. Exercise cái hít thở đó cũng tốt lắm để mình làm. Để mình đo thử cái tim nha, tim bây giờ đang có bao nhiêu. Trời, đi bộ chút xíu vậy mà lên 105. Cái Apple Watch cũng xài cũng thấy tốt lắm, thấy cũng được lắm. Ok, come on. Đo cái nhịp tim trước ha, xong cái mình hít thở cái nó có xuống không. Giờ là 91 rồi. Đây có cái app nó gọi là Breathe, thở đó. Làm thử coi. Ok, bắt đầu. Nó bắt mình hít thở trong một phút, nghĩa là hít deep breathing vô cái từ từ thả ra trong vòng một phút, có nghĩa là khoảng hít thở khoảng 5-6 lần. Công nhận nó xuống liền nha, xuống còn có 78 nhịp à. Yoga.